Hàng trăm du khách đã phải sơ tán khi một chiếc trực thăng đâm vào phần mái một khách sạn ở Australia vào rạng sáng nay 12 tháng 8 giờ địa phương. Giới chức Australia cho biết vụ việc xảy ra tại thành phố Cairns, bang Queensland. Truyền thông đưa tin nhiều đội cứu hộ đã được điều động vào khoảng 2 giờ sáng sau vụ tai nạn tại khách sạn Hilton. Video ghi lại cho thấy hai cánh quạt của trực thăng đã rơi ra, trong đó có một cánh quạt rơi xuống hồ bơi của cơ sở. Cảnh sát cho biết trực thăng không có hành khách, phi công đã thiệt mạng. Khoảng 400 khách lưu trú được sơ tán để phòng ngừa và không có thương tích nào đối với những người trên mặt đất. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Cairns là thành phố du lịch nổi tiếng, cửa ngõ để du khách thăm rạn san hô Great Barrier nổi tiếng của Australia.